đức hồng quân lão tổ phần hai biết bao cô thẩm hai lòng vừa ăn vừa cướp tấm lòng bả gia sao không cầu phật về nhà dặn dương cầu được tử nha tài chờ nước dùng lễ tế lòng chờ chờ cho con xuống giúp người việt nam liệt cường nào cũng lòng phàm hôm nay hỏi cưới mai đồi ly hôn nói năng sao giới quốc hồn đem dâu bỏ chợ tài khôn được gì hồng mong ta chỉ đường đi chủ về chủ nước hương thề tự an noi theo thiên số hồng bàn nhà mà có chủ cao sang tức thì ước con chờ để an di thần tiên họ xuống bảo trì nước an giang sơn từ đó khải hoàng tổng ôn tống dịch dễ dàng như chơ thánh nhân dùng lễ ra mờ thánh tiên chư phật nghe lời chủ gia tám phương họ đến nước nhà dùng tài không hết mới là đàn anh họ chung nghĩa thánh đạo thành làm gì bổn phận không sanh tà quyền hô phong thì có phật tiên dân vào sách lược tái thiên cho nhà làm cho nước thánh tinh ba hô phong quán võ thiên hà sao băng thiên tài của thánh tẩy trần đức cao cảm nghĩa dạng văn tôn thờ binh rèn không nhọc thiên thơ tài an giảng quốc dứt khờ thế gian chờ sanh thánh xuống giúp nhà sao không cầu thánh giúp nam thái bình dù cho tám dạng nước chinh thánh về sách lược giải bình tự nhiên nước nào cũng lý lẽ riêng nếu không sách lược dạng niên không thành nhu tài kế sách tài dành dạy cho thánh rõ tăng canh thợ thiền giặc chờ không thánh không yên chết non dở đám ma quyền lưỡng tâm kéo dài âm lại trùng âm vi trùng đã nhiễm vào tâm dạng nhà hít hà tim khó thở ra anh hùng tặng mạc nghèo đà sát sơ vi trùng ngoài lại tản vô cả hai di khuẩn nó chờ ngoại xâm hai con dòi đó không cầm chờ cho nước biến nó tầm vào ăn nhà nam cầu thánh tẩy chằn khử di trùng nước tinh thần thảnh thơ nước nam giao chủ nhà chờ là đi đúng lúc thiên thờ màn ba không làm tặng thế chìm nhà các ông hà bá ai mà thiện đâu cũng không tin đám bán soi tối ngày soi thịt nước chói dài dài anh cả ký nước cho ai anh hai lại bán khanh tài quốc gia nước nghèo dân thiếu nợ già nợ non sập núi biển đà cạn khô cũng không đủ đắp cơ đồ kéo dài ai trả hải hồ ai cho không cầu thánh chủ quốc gia đi cầu ngoại cảng gặp ma binh quyền phép bà giàu não gia tiên nồi cơm lại lũng thợ thiền nghèo thêm cầu ai rượu lại xanh hèm thằng ảnh say xỉn thằng em nổi khùng bạn giao kể sách lượng chung không đem con gã vào dùng tà môn mắt thăng mắt cả linh hồn tớ cùng muốn thoát hồ hùm không tha cả ăn câu khó nhã ra lưu danh nhục sĩ cả nhà học ngu quan sao quan lại đi tù tâm không nghe kỹ mắt mùa sạch chân hồng mong dạng phật ngồi đờn nước không có chủ dặn hờn làm chi mẹ không thờ lại thờ gì dạy người bỏ mẹ thờ chí bà nào bỏ cha thờ ngoại thiên cao hiếu chung như vậy ai nào tặng chung